À, bây giờ em tổng kết đồ cho anh em xem này. Quá nhiều hôm nay, đúng quá nhiều siêu phẩm luôn anh em ạ. À cũng không 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 đến mức quá nhiều, nhưng mà gọi là các cái đồ mà mình thuộc dạng là mình dùng được á. Quá ngon này anh em ạ. Quá tuyệt vời. Một buổi tối gọi là bùng lổ. À. Rồi cho anh em xem này. Như cái đao này thì vừa mới cho anh em xem đúng không? Đao này thì cho đặc xe dùng thôi. Bao tay này cũng tặng được. Đấy, cái này khả năng là giữ ok này. Hoán thằng chì thì cũng vua. À, có tỷ lệ chính xác, có phần trăm, có băng sát, có kháng hỏa. Đấy, đủ mốc luôn. Đấy, có cái này, hai cái này thì đều là có những cái đồ mà gọi là đều là đồ vua cả này. Sinh lực, công kích, không biết cái này hai cái này cái nào ngon hơn. Không biết là hoán rằng cái nào ngon hơn, nhưng mà cái kháng hỏa này khả năng ngon hơn này. 9 kháng hỏa. Đấy hai cái này. Anh Hà nhớ bảo là giữ để khả năng là hoán sang chỉ. Đấy, cái này cất đi. Ở đây, nhẫn kháng hỏa 17 nội lực cũng ok, vào thời điểm này thế này ok. Rồi, tiếp theo là cái này là đồ em đi trên ra không tính. À, truy làm chắc 40 này anh em này. Vua chưa? À, được một cái truy làm chắc 40 nhá. Một cái dây chuyền kháng tất cả 8, kháng băng 15, sinh lực 95 nhá. Cái này chắc chắn Ngami sẽ dùng rồi này. À, cái này là cái gì nhỉ? Nón làm chậm 40 này. Cái này cho con Ngami xe dùng, Ngami trưởng ấy. Đấy, kháng lôi 28 này. Tuyệt vời chưa? Nếu mình sẽ dùng một cái cặp như thế này. À, tí nữa em sẽ phối. Tại vì là nếu mà dùng ví dụ như Ngami trưởng xe mà dùng cái này thì sẽ là phải mặc mũ kháng lôi. Thì phải mặc những cái món khác làm chậm anh em ạ. Ừ, thế thì bộ làm chậm là mình đưa cho con nào dùng nhỉ? Thế thì cái chì với cái mũ làm chậm này đưa cho nào nhỉ? Đưa cho con năm độc trưởng được không nhỉ? Con năm độc trưởng em dùng được đấy nhỉ? Cũng phối cũng ok. Rồi còn có cái ngọc bội nữa. Ngọc bội sinh lực nội lực cao. Thì cũng từ từ. Đấy, đây là ạc này nhá. Ạc này nhá, tí nữa em sẽ đưa cái này cho Ngami. Rồi. Bây giờ đến con này này. Con này mới chứa nhiều đồ siêu phẩm này anh em này. All Letter Shop 2. Versace à. Mình mua bằng banking. Sao bảo vừa bán gáo cho anh Hà đổi lệnh bè bot đính tiếp à? Bây giờ đi kiếm lệnh bè bot để chỉ để đánh ra đồ mà anh em lại đi bảo là đổi đồ lấy lệnh bè bot. Thế thì lệnh bè bot để mình mục tiêu mình dùng lệnh bè bot để mình kiếm đồ mà. Trường bán giày bán cho ai đấy? Bán cho anh Hà. Chắc là bán cho anh Hà đúng không? Chắc là bán cho anh Hà, nói chung là khả năng là cái giày này với cái áo này của em là kiểu gì anh Hà cũng bắt lột bằng được mà. Khó chạy khỏi tay anh Hà lắm. Kiểu gì anh Hà cũng lột bằng được. Em mong sao là lúc anh Hà mà có đổi lại cho một cái áo phục hồi 40 khác nó ok hơn. Nếu em cũng đang cần. À, ví dụ như con này này. Đấy, mũ làm chậm 40 tươi luôn. Giày, giày này thì cứ từ từ giày này khả năng đưa cho bán cho set năm hành. Anh Oji anh cũng đang đặt bộ năm hành. Đấy, cái bóng làm chậm này cho em Triệu Vân. Em Triệu Vân đánh cái bang thì em Triệu Vân chỉ dùng cái bóng giờ này thôi là vua rồi. À, cái này thì kháng hỏa này khả năng là cứ từ từ, có thể là mình cho thiếu thiếu lâm xe dùng. Nhẫn này cũng vua này, nhẫn này cho con gì dùng nhỉ? Mình lại không có con gì nam nhưng mà nhẫn nhầm cái giày này, giày này cũng vua đấy, giày này cũng ok đấy. Ừ, từ từ để xem á. Cái nỏ này thì khả năng là cho anh em là trong bang đang chơi đường môn dùng. Kiểu nhiều anh em còn chưa có nỏ lắm. Kiểu gì cũng phải cần. Kiếm này thì chưa biết. À, cái nó này kiểu gì cũng có tiền này, nó này cũng có gì. Thầy bán đôi giày nhưng mà bán cho ai á? Ngon không? Nó ngon không? Nó vua luôn. Mũ này cũng vua luôn này, mũ này thì đi năm hành hỏa, à năm hành thủy thì quá vua rồi. Chắc chắn là cái mũ này anh Oji không thể chê vào giờ điểm này được rồi. Sinh lực thì cũng gọi là có, nội lực thì cao. Đúng không? Kháng choáng đều binh. Áo này hồi nãy vừa mới nhặt được, phục hồi 40 chả biết ai dùng. Cái bàn thì chắc là vứt xốp. Đây 19 20 luôn, nếu mà mặc năm hành hỏa thì sẽ dùng cái này, mà mặc năm hành thủy thì có thể cũng bùi phá hành bằng cái này cũng được. Nó này thì nếu mà ai đang còn mặc kim phong thì sẽ nhét được này. Đây có quả mũ kháng lôi này thì em chưa định hình được cái mũ kháng lôi này sẽ đưa cho con nào mặc. Nhá. Chưa định hình được. Chưa định hình được cái mũ này, nhưng mà cứ từ từ. Đại khái là nếu như mà đi năm hành mộc thì cái mũ này cũng ok nhá. Ví dụ như anh em, nhiều anh em biết bùi đồ đi năm hành mộc ấy thì sẽ gọi là sẽ đi năm hành mộc thì anh em sẽ gọi là phát tác được cái việc là đồ rẻ.
đồ rẻ mà nó cũng mạnh anh em ạ. Nếu mà anh em đi năm hành mộc, đồ rẻ vừa mạnh đấy. Cái này thì phi tiêu này chắc cũng cho anh em đấy, vũ khí âm trận 40 này đấy, ngon không? Có khi là cái này mình bán rẻ cho em Triệu Vân cũng được, nhưng em Triệu Vân đi dùng cái 30 này hơi bẩn nhỉ, bán rẻ cho em Triệu Vân hay là ai trong ba cũng được. À, cái này thì chưa biết nhỉ, cái này kích kiểu gì nhỉ, thôi cũng để lại đi, cái này chưa biết kích kiểu gì. À, nhẫn làm chậm 20, sinh lực nội lực cũng cao này, cái này cho con nào dùng nhỉ? Nga mi trưởng của mình dùng cũng ok đấy, cho con Nga mi trưởng này phối như nào nhỉ? Ừ, cứ từ từ tí xem. Còn kim không có lẽ em nhiều, em nhiều, mua nhiều không anh? Mua bao nhiêu triệu cũng có. À, lấy 1M à, ba anh em đi, ba anh em đi. À, số tài khoản trên kênh á. À, tiếp theo này, dương này, dương này có những siêu phẩm này. À, ui cái quả nón này em đang tính là cho con năm độc đeo cái nón này anh em ạ. Con năm độc đeo cái nón này em nó sợ kháng hỏa này. Ok à, con năm độc đeo nón này vua, nón này đang cực kỳ lợi hại đấy anh em ạ, sinh lực nội lực cao, kháng hỏa cao. Áo này cũng vua này anh em ạ, áo này cũng vua, áo này Thiếu Lâm mặc là chắc rồi, áo này chắc chắn con Thiếu Lâm của em đeo anh em ạ, không bán ra ngoài được, phải đeo anh em ạ, phải vua. À, cái vũ khí này mình nó có mấy món cũng khá hay ho, ví dụ như bán rẻ cho anh em trong trong bang. À, mấy cái món này giày này cũng chưa biết như nào. Ai donate 1 triệu kìa, đâu ai donate 1 triệu, đâu ai bảo đâu donate 1 triệu điện đâu anh? Chết đòn thật đấy, làm em mừng hụt, tối giờ không được donate mấy đồng cả, tối là được được vài lít. À, xem nào, mũ này, mũ cũng thế này, chết đòn đây, áo vua này, áo vua đây. À, áo vua đây. Bây giờ thấy áo vua chưa? À đây 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 có ông anh mua này. Ok. Ok, chờ em một tí nha, chờ em một tí nha, chờ em một tí nha anh KV nha, em review đồ xong đã. À 40 30, vua chưa? Mũ 15 14 40 mũ này. Nhưng mà đến cái thời kỳ mà kích được cái mũ này thì chắc là đập đồ tím rồi. Còn này có thể là ví dụ như cho xe rồng. 19 20 cũng là một cái mũ gọi là năm hành thủy vua. Đó. Nó này cho anh em kiểu là nó đang có kích năm hành kim ấy. Giày 18 19 này cũng ok này. Cho anh em trong bang. Mấy cái đồ này cho anh em trong bang kiểu vậy á. Nó có kháng hỏa mà Thiếu Lâm đi trên ngựa thì cũng 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 chống được ok. Bao tay này. Bao tay này thì cũng ok này. Bổng này cũng ok này cho anh em trong bang, nó hơn sẽ là nó sẽ hơn là cái việc là dùng bổng xanh. Đấy, đây là siêu phẩm là cho cái áo này. Đó. Áo vua. Áo vua này. Quá áo này nữa này. Với lại hai món cũng làm chậm, hai món làm chậm 40. Hai món làm chậm 40. Cái này với cái chùy. Với lại cái gì nữa nhỉ? Cái này với cái chùy với lại cái không nhớ, bây giờ ngồi dò lại mấy món là ok. Dây chuyền nữa, đúng rồi. Có dây chuyền nữa. Thế là vua rồi, quá vua rồi anh em ạ. Ok anh em. Thank you anh em nhá.